Chào các bạn nha, hôm nay sẽ khui thử chiếc xe địa hình đồ chơi này nha các bạn. Mình chơi rất là bự nha các bạn. Rồi hai xe của mình nha, đã chưa? Ui, cái bánh nó bự nè các bạn, chạy rồi nha, đây hình như nó có đồ điều khiển nè các bạn, nè xe điều khiển nha, có cái đồ điều khiển nữa nè, nhận cái nút này ra luôn, rồi á, xe tới 4 cục pin luôn nha các bạn, gắn 4 cục pin vô, rồi. Cái này không có bấm nút nào chạy ta, cái gì thôi, cái này khỏi cần bật công tắc các bạn ơi, nó chạy luôn à, đấy nè, nó giật địa hình, nó giật địa hình cái chắp mà nhỏ nha các bạn, thôi nha, tới nha, thấy, thấy nha. Dự hình cũng khá các bạn ơi, được cái dốc nhỏ nhỏ. Rồi, mất rồi. Rồi, dướng rồi, nó chạy được rồi, kẹt rồi các bạn ơi. Hết nổ rồi. Giờ tới nha. Ủa cái phòng mình đi luôn nha các bạn. Ý, xe địa hình nè. Nó ra đây chốc đi. Mày ủa nha. Hai ba. Ra lại luôn. Trớn à, ủa nha các bạn. Tới nè. Mình sẽ cho nó ổi thử hai cái thùng này cho nó ngã không nha các bạn. Quay nè, tới. Không ngã các bạn ơi, ổi ngang qua chứ không ngã nha. Tiếp tục nha. Xẹo. Rồi lại nha các bạn, thấy thấy nha, ủa mấy cái hồng liên tục luôn nha, ngã luôn. Vậy nha, thấy nè.
để đi quá trời luôn các bạn ơi, để nguyên cái hồng mi luôn nha. Ngã luôn. Ủi vô cái đó luôn nha.